Chương trình Khai Tâm và Tracy Phạm Minh Trâm xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Khai Tâm do Hội Từ Bi Phụng Sự chủ trương dưới sự hướng dẫn của Thầy Hằng Trường thảo luận về những đề tài theo triết lý xuất tục nhập thế của Kinh Hoa Nghiêm. Xuất tục giúp chúng ta khai mở tâm linh, nhập thế hướng dẫn chúng ta theo con đường phục vụ, tu đạo Bồ Tát, sống hài hòa với gia đình và mọi người xung quanh, phát triển lòng từ bi hỷ xả. Xin kính mời quý vị vào trang nhà thầy hangchuong.com để biết thêm về sinh hoạt của hội và xem những bài giảng của thầy trên YouTube channel là thầy Hằng Trường. Mọi liên lạc xin email về khaitamtv2017@gmail.com hay gọi số điện thoại 7146258966. Chương trình Khai Tâm đang được thu ngay tại trung tâm của Hội Từ Bi Phụng Sự. Kính xin quý vị tiếp tay giúp đỡ về ý kiến và tài chánh để chương trình phục vụ quý vị càng ngày càng tốt đẹp hơn. Chi phiếu xin đề CSS Memo Khai Tâm TV và gửi về địa chỉ 420 South Brooker Street, Anaheim, California 92804. Và kính thưa quý vị, chủ đề hôm nay vẫn nói về chuyên một đề tài, nguyên một bài những trường hợp trong những tuần lễ vừa rồi là thiện tài cầu đạo đường tăng thỉnh kinh. Và lần phần này là phần thứ hai, xin mời quý vị. Anh Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị thầy Hằng Trường ạ. Và anh Phú Duy Hiển, con xin mời thầy vào chương trình. Cái cũng là cái đề tài mà thiện tài mà cầu đạo đường tăng thỉnh kinh, nhưng mà nếu là số 1, số 2 chắc là các bạn cũng biết rằng là mình có nhiều sâu lắm. Thế thì mình nói đúng ra đó là cái phần trước đó mình gọi là cái sự mà hài hòa giữa cái một và cái nhiều. Nhưng mà cái bài này đó thì là nói tới cái sự phát triển từ chiều dọc ra chiều ngang, lên chiều dọc ra chiều ngang, lên chiều dọc chiều ngang của con đường tiến hóa. Có lẽ đó, cái đây là một trong những cái mà quan trọng nhất của cái sự tiến hóa của tâm lý cũng như tâm linh con người của mình này bạn. Tức là bây giờ người ta gọi là cái chuyện mà mình đi phát triển cái chiều dọc của cái tâm lý hay chiều tâm linh đó, là sự thay đổi cái nhìn mình càng ngày là càng cao hơn. Và cái sự phát triển đó, sau khi mà cái nhìn mình lên rồi thì mình mở ra cái chiều ngang, mình thấy cái rộng rãi được. Mà cái đó, đó là cái mà nếu bạn mà 2-3 ngàn năm trước đó không có môn xã hội học hay là môn tâm lý học hay là môn khoa học, nó có không lúc đó nó chưa có, thì mình sẽ không bao giờ mình biết được là có cái chuyện phát triển như vậy. Mình thấy tất cả đều là flat cả. Đối với ngay cả như ông Euclid hay là ông Newton đó, là họ chỉ thấy đó là cái vũ trụ nó flat, là cả cái thế giới là nó flat. Flat có nghĩa là nó phẳng, nó không có cái chiều cao thấp gì trơn nữa. Cho nên cái đó là một cái sự tiến hóa mà quan trọng nhất về cái nhận thức, là từ cái chỗ mà flat mà làm sao mà ra cái chỗ mà nó có hierarchy, tức là có cái chiều sâu. Thì trong nhà Phật đó, và trong cái chuyện mà tu hành của cái người mà Ấn Độ hồi xưa đó, thì người ta đã bắt đầu nhận trí ra cái chuyện đó. Người ta nói ok, nhất thiền vô trong là sơ thiền, rồi đến nhị thiền, đến tam thiền, đến tứ thiền. Rồi xong người ta nói không, break ra tứ không. Thì người ta thấy những cái cảnh giới nó khác nhau và càng lúc càng vi tế hơn. Nhưng mà cái sự vi tế đó đó cho biết rằng cái tâm thức của mình nó càng lúc nó càng cao hơn, càng ngạo. Người ta biết rồi, người ta biết chắc chắn như vậy. Nhưng mà người ta không làm một cái break. Break có nghĩa lên làm một cái bậc thang rõ ràng. Nhưng mà khi bạn vào ngồi thiền đó, thì là bạn phải đi từ cái sơ thiền lên cái nhị thiền, lên cái tam thiền, lên cái tứ thiền, nó có từng cái nấc thang rõ ràng vô cùng. Nhưng mà nếu mà nói rằng là cái tâm thức của bạn đó, nhất thiền và tứ thiền là khác nhau hay sao đó, bạn không nói được, bạn chỉ nói được là cái cảnh giới nó khác, nó cao như thế nào, nó vi tế như thế nào, nhưng bạn không nói được. Nhưng mà để khi Kinh Hoa Nghiêm mà bắt đầu mà sản xuất ra đó, được hình thành đó, và sản xuất hình thành ra đó, thì mình thấy rõ ra là cái nấc thang nó rất rõ ràng. Từ cái chỗ vi ngã ra vị tha, ra vô ngã, ra bất nhị, nó rõ ràng bốn cái bậc như vậy. Và trong bốn bậc như vậy đó, nó chia ra những cái chi tiết nhỏ khác đó, thì mình có thể phối hợp được vô trong cái chuyện là mình tu hành sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền như thế nào. Nhưng mà đồng thời đó, Kinh Hoa Nghiêm là có một cái độc đáo mà mình gọi là elusive, tức là mình khó mà bắt được đó, là cái sự phát triển của cái chân tánh, cái chân tâm mình, cái quang minh mình, từ một cái quang minh cá thể ra cái quang minh của tập thể,
ra quang minh của một cái vũ trụ và ra qua cái mình gọi là cái màn lưới quang minh, cái sự phát triển của quang minh đó, tức là ánh sáng, sự sáng suốt của mình đó. Thì Kinh Hoa Nghiêm là cái trong độc đáo của cùng là nó bắt đầu là nói tới đó, một cái chuyện mà gần như không có tôn giáo nào trước đó và sau này mà nói tới, là cái sự phát triển của cái tự tánh quang minh, phát triển của màn lưới quang minh. Đó là một cái tâm thức mà rất đặc biệt, mà Kinh Hoa Nghiêm chỉ dùng có một chữ thôi để mà hình dung nó, gọi là cái lưới nhân đà la vọng, Indranet. Thì còn bữa đó Đức Phật đó, mình đã chuyển với Ngài A Nan cũng như là chuyển với các đệ tử đó, thì Ngài mới nói chuyện là cái màn lưới, cái tâm thức của Ngài á. Ngài nói trên trời đệ thích đó, trên cung trời đó đó, thì cái trời đệ thích đó rất là dễ thương, là mới làm một cái trang hoàng để mà mời Đức Phật tới. Thì Ngài mới treo mấy cái cục, mấy cái mình gọi là mấy cái viên ngọc. Thì mỗi viên ngọc đó nó đặc biệt, nó chịu ánh sáng ra ngoài. Nhưng mà khi mình nhìn lên đó, thì mình thấy cái viên ngọc này đó, nó chịu ánh sáng qua cái viên ngọc thứ nhì, nhưng mà nó đồng thời nó chịu ánh sáng qua thứ ba, tư, năm, sáu, 10 viên ngọc, 100 viên ngọc xung quanh. Rồi mỗi viên ngọc là chịu ánh sáng của 100 viên ngọc khác. Như vậy thì nó là lũy thừa 100, chứ không phải là nhân cho 100. Anh hiểu từ này không? Thật ra khi nó tạo thành cái ánh sáng là chiếu qua chiều về. Bây giờ chị tưởng tượng như lấy một cái đèn này, chị chiếu qua chiều về hai cái đèn. Thì thấy có hai, nhưng mà này chiều mà chị thấy... Chị thấy chị bỏ hai cái miếng kiện về sau đó, thì nó thành nhiều vô kể. Thì thành vô tận. Thì Đức Phật nói đó, cái đó là cái tâm thức của chúng ta đó, nó cũng là như cái màn lưới mà gọi để thích. Indra là để thích. Như cái màn lưới đó là ánh sáng, là vô tận. Và vì vậy cho nên là đó là một cái đặc tính mà ít khi chúng ta nói tới trong những cái tông phái hay là những cái phương pháp tu hành, ít khi nói, ít cũng không phải là không có. Nhưng mà Kinh Hoa Nghiêm nhấn mạnh về sự phát triển của cái sự sáng suốt của mình đó, mà nó lan tỏa. Bây giờ thầy nói cho chị nghe, thí dụ như thầy đó có cái đèn, chỉ có cái đèn cây, thầy thắp sáng chị, cái đèn cây của chị, đèn cây chị nó tắt, thầy thắp sáng vô, thì đèn cây chị nó sáng lên gì, đúng không? Đèn cây chị sáng, hai cái nó cộng hưởng với nhau thì là cái đèn mình nhân gấp đôi cái ánh sáng. Bây giờ chị thắp sáng đèn cây vẫn hiện, thì thắp sáng hơn nữa gì? Thì mình tưởng tượng nếu mà thắp sáng cả ngàn người thì có một ngàn ánh sáng, đúng không? Nó dễ hiểu rồi gì? Nhưng mà cái khó hiểu đó, nếu mà như vậy thôi thì không có cái gì là khó hiểu cả, thì mình cứ thắp sáng lẫn nhau thôi. Kinh Hoa Nghiêm lại, bây giờ nếu như vậy thôi thì đâu có hay đâu. Tôi bỏ hai cái kiện phía sau lưng, cái đèn cây. Bây giờ nếu có ánh hiện thì mình có 3 cái miếng kiện, còn 1.000 người thì có 1.000 cái miếng kiện. Chị thấy không? Thành Kinh Hoa Nghiêm đó, để cái miếng kiện nó tượng trưng cho cái chân tâm. Cái đèn cây đó tượng trưng cho cái trí huệ mình mở ra. Nhưng mà cái chân tâm là giống như là cái gương đó, lúc nào nó cũng có sẵn rồi. Nhưng mà cái trí huệ mình tắt đó, thì gọi là cái tâm thức vô minh. Vô minh là không có ánh sáng, nhưng mà thắp cái đèn cây lên đó, mà có cái kia sau nữa thì nó sáng lên tất cả. Cho nên mỗi người mình đều có một cái gương, cái kính, cái kiến phía sau. Mình là cái kiến, nhưng mà mình phải có cái đèn cây. Nếu mình không thắp cái đèn cây lên đó, thì lúc nào cũng vô minh cả. Nhưng mà thắp cái đèn cây lên thì là tôn giáo nào cũng nói mình phải từ thắp đuốc mà sáng ra, mình tu cái trí huệ. Nhưng mà bỏ cái kiến về sau đó thì Kinh Hoa Nghiêm mà nói thôi. Thì dụ như là trong thiền tông này thì nhấn mạnh là ok, mình tu mình giác ngộ thì mình thành Phật, kiến tánh thành Phật, mình giác ngộ đi thì mình thành Phật, tức là cái đèn cây thôi. Cái đèn cây mình mở ánh sáng cái đèn cây ra. Nhưng mà không nói tới cái sự phản chiếu của cái kiến này tới cái kiến kia của tất cả chúng sinh. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm là nó đặc biệt, là nó đem thêm một cái chiều, mà cái chiều đó gọi là chiều vô tận. Cái chiều vô tận là cái chiều độc đáo của Hoa Nghiêm. Cho nên thường thường Hoa Nghiêm thường hay dùng cái chữ là trùng trùng vô tận hay là vô chướng ngại, là bởi vì ánh sáng của cái kiến là chiếu nhau. Cho nên khi mà các bạn hỏi thầy cái Kinh Hoa Nghiêm và những kinh khác nó khác nhau cái chỗ nào không, hay là tông Hoa Nghiêm khác về tông Thiền Tông chỗ nào? Trong lúc Thiền Tông nó phát triển cái đèn cây thôi à. Tôi giác ngộ,
tôi dạy truyền một người khác là giác ngộ nữa, mình giác ngộ lẫn nhau. Nhưng mà kinh Hoa Nghiêm là khó, cái đó chưa đủ đâu. Mình phải nhận ra rằng đó, trước khi mà cái đàn cây nó có, trước khi mình có nổ cái đàn cây lên giác ngộ, thì mỗi người mình có cái bản tánh là như là cái gương rồi. Mình đã có khả năng để chiếu lẫn nhau rồi, nhưng mà phải nhờ cái đàn cây lên đó, thì cái ánh sáng là mình lan tỏa khắp mọi nơi và mình đang dệt những cái màn cái miệng kiện lại với nhau để thành một cái màn lưỡi ánh sáng. Độc đáo này hả? Mà cái đó đó là cái mà bác không thể tìm thấy một cái chỗ nào, một kinh điển nào đó mà trước thời đại Hoa Nghiêm cả. Sau khi thời đại Hoa Nghiêm rồi đó, người ta bắt chước và mới phát triển. Và Hoa Nghiêm trở thành một cái tông phái mà gọi là mẹ đẻ ra tất cả những cái tông phái đại thừa, vì cái quan niệm là quan niệm mở rộng ra về cái sự giác ngộ và cái đang kết cái màng lưỡi quang minh. Nhưng mà ngay cái chữ màng lưỡi quang minh thôi đó, thì chắc chắn là bác chưa hề nghe nói tới, và cái concept, cái khái niệm về đó không có. Tại vì chỉ có Hoa Nghiêm mới sản sinh ra cái quan niệm là màng lưỡi quang minh. Do đó đó, bây giờ thầy hỏi chị câu này, câu thông minh này. Con hỏi như vậy. Đúng, thầy hỏi chị trước. Con đang suy nghĩ theo cái chiều thầy nói, tức là thí dụ như là nói thiền tông là mình chỉ cần có một mình tu và mình giác ngộ. Trong khi nói đến khai nghĩa, đến kinh Hoa Nghiêm, một pháp Hoa Nghiêm là mình nói đến tập thể, đến một cái cộng đồng, đến một cái mạng lưới, chứ không phải là một người nữa, phải không thầy? Con nói vậy có đúng không thầy? Tại vì mình đang nói lên cái mạng lưới của cái sự mà quang minh đó, thì một người đâu có cần mà phải nhiều tập thể thì nó mới đan vào với nhau. Không, đúng rồi. Nhưng mà cái chuyện mà của thiền tông là mình phải tự lực mình tu. Cái đàn cây mình phải làm sao mình thắp sáng nó lên. Thắp sáng lên rồi thì mình nói, ô cái đạo Bồ Tát đó, là tôi thắp sáng cái đàn cây rồi thì tôi đi thắp những người khác. Cái đó là đạo Bồ Tát. Còn thì dụ như là nói về cái đạo tiểu thừa đó và cái đạo đại thừa đó, hay là nguyên thủy về đại thừa khác nhau làm sao? Cái người đại thừa là người thắp sáng cái đàn cây rồi đó, thắp cho người khác, thắp hoài, thắp mãi, cứ thắp hoài đến lúc là vô tận luôn. Thấy cái đàn cây của mình đó, nó có xuống không? Không. Tại mình phát triển làm cái đàn cây này đó, nó không còn bao giờ nó ngắn lại trơn đó. Đó là đại thừa. Là cái đàn cây đó là cứ thắp hoài, thắp hàng triệu người, cứ thắp hoài không bao giờ ngừng cả. Trong cái quan niệm của cái nguyên thủy đó, ok, tôi giác ngộ một cái đó, thì tôi thắp cho người này, người kia, người nọ, nhưng mà sẽ có lúc đó là cái thân xác nó hết. Cái đàn cây nó rùi đi rồi thì sao? Thì tôi sẽ không thắp sáng ai cả, tôi đón nhầm niết bàn. Nhưng mà người Bồ Tát là cái đàn cây đó, mình có hai cái ví dụ. Đàn cây nó không có cuột xuống. Mà nếu nó cuột xuống đó, thì mình đầu thai lại, làm lại cái đàn cây lại. Rồi là cứ hoài, tiếp hoài, mình đi. Mình thắp sáng hoài, vô tận, mình không có ngừng lại. Đó là quan niệm của Đại Thừa, quan niệm của Nguyên Thủy hoặc là Tiểu Thừa hồi xưa đó. Thì cái đàn cây, mình giác ngộ, bật sáng rồi đó, thì mình thắp cho người này, người kia, người nọ. Rồi mình thắp xong rồi, khi đàn cây mình mà... Cái đàn cây tức là cái sinh mạng mình là hết rồi thì thôi, I'm done. Đó là Đại Thừa. Bây giờ đó, Hoa Nghiêm đó, nó độc đáo đó, là nó không nói cái chuyện, cái ví dụ đó, nó nói rằng cái ví dụ đó nó chưa đủ nữa. Cái ví dụ đó nó thiếu một cái chuyện gì đó đó, là cái đàn cây đó. Hoa Nghiêm nói là cái bản tánh Phật của mình đó là giống như cái gương mà đụng cái kiến. Nhưng mà nếu cái kiến đó thì làm sao mà thấy nhau được, chiếu nhau được. Thế nên Hoa Nghiêm là không, Đại Thừa có cái đàn cây để trước cái kiến. Mà người nào có cái kiến có sẵn rồi. Thì bây giờ đó, mình thắp sáng cái kiến lên. Nhưng mình đang dệt cái ánh sáng này. Câu hỏi đặt tại sao mình phải đang dệt cái ánh sáng này? Thì tệ ra đó, cái vùng vô minh là cái vùng mà bóng tối đó, nó nhiều vô cùng. Cho nên đó, có những người đó, mà cái đàn cây đó, họ không thắp cái đàn cây đó, nhưng mà họ nhờ cái ánh sáng, họ cũng cái gương họ cũng sáng được. Và có những người đó là mình đây là cái chuyện hay. Chị nghe cái khúc này là khúc độc đạo của Hoa Nghiêm. Thí dụ chị giác ngộ, cái gương và cái đàn cây của chị nó sáng ra. Bây giờ đó chị mới đi dạy cho anh Hiện cái đàn cây sáng ra, cả hai cái nó sáng. Cái ánh sáng là chiếu phản qua phản lại. Nhưng mà những cái người ở giữa, thí dụ như thầy ngồi giữa đó, mà thầy chưa có đàn cây thì chưa có sáng,
Nhưng mà cái gương thầy đã có ánh sáng nó lan tỏa rồi. Thầy ánh sáng. Yeah. Thành ra đó là thầy hiểu cái triết lý, thầy hiểu biết rồi và thầy sẽ mở cái tâm mình ra và thầy chỉ chú trọng làm sao mà cái gương thầy sáng. Chứ còn nhiều khi thầy cái đèn thầy không sáng không can gì, chưa, không quan trọng. Mà cái gương thầy nó sáng hết rồi, nó đã thể phản chiếu được cái chân lý rồi. Cho nên cái pháp môn này thì gọi là cái pháp môn mà gọi là tánh tông, chứ không phải là cái tướng tông. Tánh tức là mình làm sao cái bản tánh của mình mở ra, chứ không phải tướng là cái hình tượng. Đó. Nhưng mà các bạn biết đấy, cái Hoa Nghiêm này huyền bí là cái chỗ là nhân đà la vọng, có nghĩa là intranet, tức là cái màng lưỡi quang minh. Mình tu là mình tu cái màng lưỡi thành đó. Bây giờ đó, anh Hiện và chị Trâm là cái đèn cây nó sáng rồi, hai chị gương sáng rồi. Thì tuy khi chị thấy ồ con penguin đó, nó tới lúc mà mình làm cái đèn cây nó sáng thì mới làm nó sáng. Nhưng mà nhiều khi đó là cái con tiger mà nó không làm nó sáng được cái đèn cây, nhưng mà làm cái gương nó sáng thì mới làm trước. Không khác gì đâu. Miễn là nó vẫn nằm trong cái mạng lưới quang minh sáng, nó không có nằm trong cái chỗ tối. Wow, chị giỏi quá ta. Tức là làm sao mà tất cả cái chúng sanh là đều ở trong cái mạng lưới quang minh cả. Thì trước sau người ta cũng sẽ mặc sáng. Mặc dù là người ta chưa có đủ cái tâm, cái đức độ mà tu hành để mà có cái ngọn đèn cây riêng của họ. Đúng. Nhưng mà vẫn được hưởng đúng cái ánh sáng đó. Tại vì mình biết rằng là cái đèn cây nó sáng lên rồi nó sẽ hết đèn sáp, rồi nó sẽ tắc, tức là loại cái thân là sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái gương đó thì nó sẽ không bao giờ bị tắc cả. Và cái gương đó đó nó vô tận, nó không có, mình nhìn vô là nó vô tận. Và cái gương đó là nó nói như cái bản tánh của mình đó, nó không có cái gì trong đó cả, nó trống rỗng, nhưng mà nó vô tận, cái gì nó cũng phản chiếu được. Thành ra mình tu Hoa Nghiêm là tu theo cái chân tâm và cái kính. Phát triển cái ánh sáng. Mà ánh sáng đó là cái đèn cây. Nhưng đồng thời mình phát triển cái vừa là mình khởi động cái ánh sáng của tất cả mọi người, để lúc nào cái ánh sáng nó cũng lan tỏa từ cái kiến này qua kiến kia tới tất cả mọi nơi, để cái vùng không gian nó bừng sáng lên. Cái đèn cây cũng là cái vùng, cái mục đích của cái đèn cây là làm cho cái vùng không gian nó sáng lên. Nhưng mà cái gương nó sẽ làm cho vùng không gian nó sáng còn mạnh hơn nữa. Sáng rực lên đúng. Sáng rực lên. Và mọi người tùy theo cái nhân duyên mình, năm nay mình không giác ngộ, sáng năm giác ngộ, kiếp sau giác ngộ thì cũng càng gì. Miệng mình nằm trong cái vùng ánh sáng của chư Phật, chư Bồ Tát được rồi. Thành ra đâu có càng gì đâu. Thành ra cái quan niệm tu hành của người Hoa Nghiêm đó, là mình nhẹ nhàng vô cùng. Mình đừng có nghĩ rằng là phải như thế này, phải thế kia, ô tôi phải vãng sanh cực lạc, tôi phải như thế này, rồi ô tôi sợ cái địa ngục ngạ quỷ chúng sinh. Nhưng mà các bạn đâu có biết rằng đó, cái ánh sáng mà mình đang nói ở đây ấy, nó có một cái tên rất là quen thuộc, gọi là Bồ Đề Tâm. Cái ánh sáng mà cái kính là cái bằng kiến là chiếu ra gọi là Bồ Đề Tâm. Cho nên đó, mình chỉ cần làm sao mà mình khởi động được, làm cho cái đèn cây đó mà nhỏ được chút xíu là mình ok rồi. Rồi cái người khác mà giác ngộ thì mình cũng ghen tị, mình cũng happy rồi. Cho nên cái thái độ của người mà tiêu tu Hoa Nghiêm đó là như thế này: nếu mà chị mà giác ngộ đó thì thầy mừng vô cùng, tại vì thầy ăn kẻ được cái ánh sáng của chị. Các bạn có biết rằng ở đời nhà Đường đó có một cái người tên là Huệ Năng, tức là Lục Tổ Huệ Năng. Ngài không phải là người có học thức, ngài không phải ở trong cái hệ thống mà quan liêu của nhà chùa. Cái nhà chùa thời đó rất là quan liêu, tức là hệ ông phương trưởng đó thì ông có các đệ tử, và ông tuyển chọn người đệ tử nào mà lên làm phương trưởng đó, là mình gọi là trụ trì đó, là cả một cái quá trình nhiều khi là mình không thể tưởng tượng được. Ở bên Trung Hoa là họ dành nhau cái chức trụ trì, và nhiều khi trong thiền tông đó, là cái môn phái mà nó phá vỡ đi cái sự quan liêu đó. Cho nên Ngụ Tổ Hoằng Nhẫn là một bậc giác ngộ vô cùng, ngài quyết định là không, ai mà trí huệ nhất thì tôi chọn, như vậy là đệ tử của tôi, ai cũng được cả. Ai mà muốn làm trụ trì đó, ok, giác ngộ đi, mà người này giác ngộ viết cái bài thơ đi, đưa tôi trình cái bài thơ, viết bài kệ, tôi coi thử có giác ngộ hay không. Tức là ngài hoàn toàn đi ra ngoài cái hệ thống đó mà quan liêu của nhà chùa thời xưa, cái hệ thống nó theo y hệt, nó mô phỏng cái hệ thống đó của cái chính quyền, tức là ông vua, để quan thần này nó vâng, đó cái rất là quan liêu.
Nhưng mà Ngài hoàn nhận phá tan cái hệ thống đó. Và Ngài nói ai mà giác ngộ thì tôi sẽ cho. Thì không ngờ Ngài Huệ Năng là một người đã không ở trong hệ thống. Ngài là một người mà làm việc ở dưới nhà bếp, chứ không phải là làm việc trên trên bàn thờ, trên điện nữa chứ. Không có chức vụ gì cả. Mà nhưng mà Ngài viết được cái bài để chứng minh cái sự giác ngộ của Ngài. Và Ngài được chọn làm cái vị tổ thứ 6. Nhưng mà ngay khi được chọn như vậy là không biết bao nhiêu người mà ghét, nhất là cái người đó mà mình gọi là vị mà đứng đầu của cả cái tông môn. Cái vị đó, đó giống như là anh hai vậy đó, anh cả vậy đó, gọi là trưởng tự vậy đó. Thì cái vị đó, đó là Ngài Ngài gì? Thần tú. Yeah. Thì Ngài thần tú, Ngài chua cay lắm. Yeah. Cho nên đệ tử chạy theo mà giết Ngài Hư Vân, Ngài Huệ Năng. Huệ Năng. Chứ theo dễ sợ chứ. Cho nên đó, cái đó là nó đưa tới một cái hệ luận rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Và trong cái chuyện của mình, ta là cái chuyện ghen tị. Và cái ghen tị đó nó đưa tới cái chuyện là thầy này phê bình thầy kia, ông này phê bình ông kia, bà này phê bình bà kia, là bôi nhỏ lẫn nhau. Và mình gạn gạp tên này, gạn gạp tên kia, chứ mình không biết rằng đó là cái định nghĩa của chữ tăng đoàn đó là hòa hợp. Thế nào là một vị tăng? Vị tăng là cái người mà không tạo nên những cái chuyện tranh chấp. Vị tăng là cái người đem lại sự hài hòa, hòa hợp trong một cái cộng đồng. Thế nào là một tăng đoàn? Tăng đoàn là một cái đoàn thể những người sống hòa hợp với nhau. Cái gọi là lục hòa, 6 cái điều mình sống để mà tạo ra cái sự hài hòa. Cho nên khi mà bắt đầu ghen tuông, rồi mình gạp tên, rồi mình xào xáo lên đủ thứ chuyện đó, những cái đó nó đi ngược với là cái chế độ tăng đoàn, với cái cuộc sống của một cái tăng đoàn. Thì cái chữ đoàn đó đó nó là một cái, nó mang cái ý nghĩa của một cái đoàn thể, tập một thể, cái tổ chức. Cái chữ tăng thân là cái chữ sau này sử dụng sau này, chứ còn 200-300 năm trước không ai dùng chữ tăng thân cả. Rồi cái chữ tăng thân đó là nhiều khi nó sinh ra là nhiều khi là sư ông, rồi sư cha, sư mẹ, sư chị, sư em, sư thiệm, sư bạc, sư cô, sư này giống như một gia đình vậy đó, thân mà. Nó hơi mang ý nghĩa hơi khác chút xíu. Thì ví dụ như chị là sư thiểm, anh Hiện là sư cụ, thầy là sư phụ, còn sư chính còn mấy bà sư ba đại khái. Thế đó cái ý nghĩa tăng thân và tăng đoàn là khác, như vì tăng đoàn là cái connection với nhau đó, nó không phải là một cái gia đình theo kiểu mà bên ngoài đời, mà nó theo ý nghĩa là tất cả mọi người, Đức Phật gọi là shoulder to shoulder, người cũng hàng ngang bằng bình đẳng với nhau. Nhưng mà trong cái tăng thân đó, thì nó không phải là cái hàng ngang như vậy, mà nó có hàng dọc nữa, nó khác nhau, hai cái chữ đó nó khác nhau. Nhưng mà thầy mình vừa chưa khỏi ra khỏi cái chuyện mà thầy nói là cái chuyện mà cái sự tu hành của mình đó là trong Hoa Nghiêm ấy, là cái sự phản chiếu ánh sáng, phản như mình chú trọng một sự phản chiếu ánh sáng. Và mình ngày hôm nay ấy, thì cái nửa giờ đầu thì mình nói về cái đặc tính đó để mình biết rằng đó, trong cái chuyện mà thiền tài nam hành đó, và cái đường tăng Tây Du nó có cái chuyện gì trong cái chuyện mà phản chiếu đó. Thì tại ra như thế này, khi Ngài Thiền Tài mà đi học đạo đó, thì tại ra mỗi cái vị tăng đó, mỗi vị thầy đó, đều không làm gì hơn là làm cho cái đàn cầy của Ngài Thiền Tài mở gì chưa đủ, nói cho Thiền Tài biết đây này, con là cái kiến đó này, con đừng có tu cái chuyện mà mới, con phải chỉ khởi động cái chuyện đã có sẵn rồi thôi. Thế thì cái bạc biệt có một cái vị rất đặc biệt. Cái vị này đó là Ngài tên là Mega. Giống như thử là cái bạc đi mua con sổ mà Powerball, Mega. Hay là nhiều khi bạc đọc là Meha. Meha. Ngài làm vị. Nó có nghĩa gì không này? Có nghĩa là lớn không? Không. Không có nghĩa là. Nhưng mà Ngài là đặc biệt vô cùng, bởi vì Ngài là một vị bác sĩ. Không phải là một người vị tu sĩ tu hành. Không, đồng nghiệp vẫn hiện, bác sĩ. Thì Ngài bác sĩ thì là Ngài chuyên mà dùng thuốc men để trị, như thuốc mình theo ngũ hành để trị. Thành ra bao nhiêu đệ tử tới đông đốc vô cùng. Người bệnh nhân tới đông lắm, nhưng mà người tới nghe pháp đông lắm. Nhưng mà cái chuyện đặc biệt là như thế này, là Ngài thật sự là một cái người mà độc đáo. Một cái vị thầy và một người nổi tiếng
Nhưng mà đến khi mà thiền tài tới đó, thì Ngài hỏi chứ, con tới chứ vậy, con tới học đạo, con phát tâm tâm chưa vậy? Thiền tài là dạ, con phát tâm rồi, con phát tâm Bồ Đề, con muốn đi tìm làm sao mà tu cái Bồ Tát hành, thành tựu cái đạo Bồ Tát, viên mãn cái đạo Phổ Hiền. Thì cái vị trưởng giả này trong cả ngàn người học trò đang ngồi như vậy đấy, thì Ngài đứng lên, bước xuống cái tòa ngồi của Ngài, lấy cái vị đồng tử, tức là đứa nhỏ thôi, lấy xuống ba lạy. Ngài chắp tay rồi nói, chào quý quá, bởi vì con đã phát được cái tâm Bồ Đề. Thì Ngài thiền tài choáng váng, ủa mình đi tới mình cầu đạo, tự nhiên ông thầy được lại mình, rồi cả ngang như cái ủa, sao ông thầy nó sao lạ như vậy. Thì tệ ra đó là Ngài muốn nói rằng, hê, mấy con là chỉ cái lo đi làm sao cái đăng cây nó chạy lên, cả con quên rằng là cái gương là cái sẵn có của mình, cái gương, cái kiến là cái mà sẵn có của mình đó, mà cái đó mình chỉ khởi động thôi, nó có sẵn rồi. Thế khi mà có người nói tôi đã khởi động cái kiến rồi đó, tôi chưa có sắp cái đăng cây, thì Ngài là người hiểu biết nhân quả vô cùng. Ngài nói nếu mà đã khởi động thì trước sau con thành Phật thôi. Mà nếu mà là một vị mà đại thánh tăng hay là một vị mà đại thánh đó, thì mình thấy cái quả 100 năm sau thì ngay chỗ này, cái nhân ngay đây. Thế Ngài đâu có thấy là ô, chờ đến mày tu hành mày thành Phật rồi tao mới lại mày, đâu có, không. Ngay như ngày con vừa phát tâm thì con tức là Phật rồi, vì con đã khởi động, con biết là con tu cái kiến. Thế nếu mà con tu cái đăng cây đó, cái đăng cây mà nó chạy hết rồi thì thôi con không tiêu vong luôn. Nhưng mà chỉ có thấy rằng đó là cái nhìn vào cái đăng cây đó và nhìn vào cái kiến, hai cái này khác nhau. Thí dụ như bây giờ anh hiện mỗi sáng đó, anh dậy cái đèn tối om mà anh vặn cái đèn lên, nhưng anh đâu có nhìn cái đèn. Anh đi vô anh rửa mặt thì anh nhìn cái gương, chứ ai nhìn cái đèn đâu. Nhưng mà mình điên, mình ồ, tôi lo thắp cái đèn cây, ngày nào nhìn cái đèn cây ở trên đâu có ai làm vậy. Mình dùng cái ánh sáng của đèn cây để mà phản chiếu cái ánh sáng nội tâm. Mình dùng tất cả những cái phương tiện bên ngoài để làm cho cái ánh sáng nội tâm mình là lan tỏa khắp mọi nơi. Và đó là cái triết lý sai biệt, cái khác biệt của Hoa Nghiêm mà tất cả các phần môn phái. Dạ, con cảm ơn thầy. Và kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời chương trình Khai Tâm. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin của hội. Cảm ơn quý vị. Sám pháp do thầy Hằng Trường biên soạn, tướng tụng 13 hồng danh và 48 đại nguyện của Đức A Di Đà bằng những lời sám thật giản dị, đi thẳng vào lòng người, khiến người nghe dễ mở tâm, sớm sám hối và hóa giải được nghiệp lực. Các bác có thể thỉnh sách qua Hội Từ Bi Phụng Sự, điện thoại số 714-625-8966. Sám là nhận chi những điều sai lầm, hối là không tái phạm về sau. Địa tạng sám do thầy Hằng Trường biên soạn nói lên 6 hạnh nguyện căn bản nhất trong vô lượng vô biên hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Địa Tạng. Đó là hằng dưỡng nhân chơi, tích trưởng vô lượng phương tiện và vô biên đại nguyện. Các bác có thể thỉnh sách qua Hội Từ Bi Phụng Sự, điện thoại số 714-625-8966. Thank you.
Hội Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng con xin từ nay sám hối hướng tới giác ngộ tâm linh, mở lòng vị tha tu theo công hạnh cứu người của Đức Quán Thế Âm để đem an lạc tới tất cả chúng sinh. Quán Âm Sám do thầy Hằng Trường biên soạn. Các bác có thể thỉnh qua Hội Từ Bi Phụng Sự, điện thoại số 714-625-8966. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường và anh Vũ Duy Huyền. Trở lại cái đề tài hôm nay là nói về ngày thiện tài đi cầu đạo cũng như là ngày Đường Tăng Thỉnh Kinh, và con xin trở lại thầy cái phần thầy mới giảng xong. Thầy cảm ơn các bạn, các anh chị đã trở lại với chương trình. Bây giờ mình ngoại cái triết lý này, tại vì chị Trâm là chị lo ngại là thầy nói ra ngoài đề, nhưng mà đúng là ngoài đề thì còn trong đề. Không ạ, con chỉ nhắc thầy cái dàn bài thôi. Cái dàn bài đó thì là cái độc đáo của cái câu chuyện này đó, là cái chuyện là khi mà các bạn mà đọc cái Hoa Nghiêm hay là qua cái chuyện Tây Du, bạn phải nghĩ tới là cái đối chiếu đó. Trong Tây Du đó thì nói chuyện dẹp cái con quỷ này, dẹp con ma này, dẹp. Tây Du nó thấp hơn cái Hoa Nghiêm, tại vì Tây Du chỉ nói cái chuyện là mình đánh trừ mấy con yêu rồi thôi. Thì cái Tây Du nó có cái phản phất cái mùi vị của Thiền Tông, tức là khi mình dẹp tất cả những cái bóng tối thì ánh sáng nó hiện ra. Trong lúc đó Hoa Nghiêm nói khác, Hoa Nghiêm là có cái ánh sáng mà bất tận, lúc nào cũng có, không có cái gì mà làm cho dính vào. Mình không phải thắp cái ánh sáng của ngọn đèn, mình phải thắp ánh sáng, nhưng mà sắp ngọn sáng ngọn đèn để cho cái ánh sáng của cái miếng gương, miếng kiến của mình nó lan tỏa tạo thành cái mạng lưới quang minh. Nhưng mà bên Tây Du đó thì nó thấp hơn một cấp. Tây Du chỉ nói thế này nè, bây giờ đó mình tu thì mình gặp cái ma quỷ hay nó thì mình phải phá nó, mình phải giải nó. Nhưng mà cái cách mà giải, mà nếu không giải được cái thần thông gì cả thì phải tìm Đức Quán Bồ Tát, tìm cái ngài mà có cái lòng từ bi mà cao sâu nhất, thì chỉ có cái ngài Quán Âm Bồ Tát là mà trị được tất cả quỷ ma. Nói cách khác, khi mình sống trong đời hoặc là khi mình nhắm mắt lại mình tu hành, cái lòng mà từ bi là cái chìa khóa để mở ra tất cả những cánh cửa và xuyên qua tất cả những ma quái. Cái lòng từ bi hỷ xả, cái đó là cái mà kinh khủng nhất, và không có một cách gì để mà mình không thể tu cái lòng từ bi mà mình không chịu tu cái trí huệ. Trong lúc mà mình bên này mình nói là cái ánh sáng là ngọn đèn cây và cái đèn và cái ví dụ về cái gương, thì bên kia đó thì mình chỉ nói là cái thí dụ là mình phải phá ma quỷ, bỏ đi những cái xấu, cái đen tối thôi, thì mình mới đạt được cái mục đích cuối cùng của mình, là tới được bên bờ bên kia. Thành ra trong về cái mặt mà độc đáo của Hoa Nghiêm và Tây Du Kỷ, thì Tây Du Kỷ đó nó thấp hơn một cấp, vì nó không thể ví dụ được. Cái mà nó khó ví dụ nhất là mình tu cái mà không thể tu được. Tuy nhiên là còn một cái câu chuyện đó mà độc đáo trong cái Tây Du Kỷ mà thầy phải nói ra các bạn đấy. Các bạn thấy có một cái điểm nhỏ nhỏ mà hay vô cùng, mà nó có phản phất cái mùi vị của bên cái câu chuyện của bên ngài Thiền Tài. Thì muốn như vậy thì mình phải đi vô cái giảng bài của thầy như thế này. Khi mà các bạn tu đó, thì các bạn sẽ đi qua những giai đoạn, thí dụ như thập phát tâm trụ, trì địa trụ và tu hành trụ. Thì còn một lần thầy nói về đa ba cái xu hướng này: phát tâm trụ đi thẳng chiều dọc, trì địa trụ mở ra cái vòng tròn chiều ngang, xong rồi mở ra chiều ngang rồi mình phải lên lại cái chiều dọc, là cái tu hành trụ. Đó là cái nội dung của ba giai đoạn gọi là khai triển cái tâm thức vị tha. Thì cái đó là cái mà quan trọng nhất, đi lên rồi đi ngang rồi đi lên. Lần trước thầy còn nói là mình tu càng không tập linh là thể con cóc, con trâu và con hạc, đó là ba cái thể mà đi từ dưới lên trên. Bây giờ đó mình là nói tới đó sâu sắc hơn một chút. Thì ở trong cái phát tâm trụ đó là cái đoạn mình nâng cao cái tầm nhìn, cái tầng nhìn. Tại vì nó có nhiều tầng lắm, thế nên mình phải đi từ tầng 0 mình lên tầng 1, tầng 1 lên tầng 2. Thì bây giờ giả dụ như là mình đang tầng trệt này, mình lên cái tầng 1 thì phải đi lên mới được. Thì khi đi lên như vậy thì mình gọi là nâng cao cái tầng nhìn của mình, và mình bắt đầu đi vào trong con đường vị tha. Thì bắt đầu con đường vị tha gọi là trụ là an trụ trong cái tâm thức vị tha. Thầy cho một ví dụ.
Anh Hiện là một trong những nhà mà triều phú của cái vùng vũ trụ mà 426 Brookhurst. Thì dù anh Hiện lúc nào nghĩ tới là anh lo cho anh thôi. Nhưng bữa đó anh ra ngoài đường á, thì tự nhiên anh thấy có một cái người nghèo đó khổ quá. Người nghèo đó không có xin anh, người nghèo chỉ nhìn anh thôi. Nhưng mà tự nhiên anh Hiện mở cái tâm ra, chà tồi quá ta. Rồi anh cho người đó vài ba đồng thôi, nhưng mà người ta mở mắt ra sung sướng vô cùng. Thì khi như vậy đó, thì tự nhiên anh Hiện anh đột nhiên tâm anh mở rộng ra, mở theo cái chiều cao. Vì đây lần đầu tiên anh Hiện anh thấy là ồ, té ra có cái người đó mình cho cái vài đồng thôi mà họ sung sướng vô cùng, và làm cho anh cảm thấy cái niềm sung sướng trong lòng anh. Và tại ra anh thấy rằng đó, đồ cần mình cho cả ngàn cả bạc nào thế đó, nhiều khi mình cho một chút thôi nhưng đối với người ta là quý vô cùng. Thì khi như vậy tự nhiên anh Hiện bắt đầu cảm thấy là nhưng mình cho thêm nhiều người nên rồi mỗi lần cho anh lại cảm thấy rõ ràng là người ta có cái niềm vui. Thì một hồi rồi đó là tự nhiên anh Hiện mình không cần nói đấy, anh cũng sẽ đi tìm người ta anh cho, đi tìm hội từ thiện này từ thiện kia, anh đi làm chuyện từ thiện cách dễ dàng vô cùng, thấy không? Thì khi đó đó thì tức là anh từ cái chỗ mà anh nghĩ tới mình, bây giờ anh nghĩ tới người khác là gọi là phát tâm. Nhưng từ phát tâm mà anh đi làm cho mọi người, đi làm từ thiện, đi dạy học cái này nọ, thì cái đó gọi là trì địa trụ. Trì địa tức là cái chiều ngang mình mở cái nhìn mà tình thương của mình ra thành rộng rãi hơn, rồi là chiều ngang. Và trì địa, trì là chuẩn bị cho cái tâm linh của mình. Sau khi một hồi rồi đó, thì anh mình ngồi anh nghĩ là mình cho người ta, mình làm hội từ thiện này từ thiện kia cũng đủ rồi đó. Nhưng mình chạy lung tung là hay là mình nên ngồi lại, rồi mình nhắm mắt lại, rồi mình chắp tay lại, rồi mình niệm cố chủ. Xong rồi mình nghĩ là từ trong bàn tay của mình á, bao nhiêu cái phước đức mà của cái cố chủ của mình á, nó tới tất cả mọi người mình đã gặp. Thì bây giờ đó anh Hiện đi vô trong cái phần mà mình gọi là tâm linh. Anh không ra ngoài anh đưa người này người kia tiền bạc cho mình, anh vì anh đã làm rồi, anh làm cái phần phát tâm rồi và phần trì địa rồi. Bây giờ anh làm cái phần là cái tâm linh. Mỗi lần anh tu cho anh, anh tu cho những người khác, thì cái phần đầu gọi là tu hành trụ. Thì các bạn nhìn lại thầy viết thì các bạn sẽ thấy rất độc đáo. Cái phần đầu tiên gọi là giai đoạn nâng cao cái tầng nhìn, mình thấy được cái sự khổ, cái nỗi khổ của người khác, và mình bắt đầu có con đường vị tha, cho người ta đồ đạc, thương người ta. Kế đó là giai đoạn mở rộng tâm nhìn đó. Tâm anh Hiện là anh Hiện anh đi làm việc thiện này, làm việc thiện kia, dạy người này, giúp người nọ, xây cái nhà cho người, cho hội tiêu bi hùng sự, rồi đi làm thiện nguyện, vân vân. Đó là giai đoạn mà mở rộng của trì địa. Trì địa là chuẩn bị tâm linh là cao hơn chú. Rồi đến một lúc nào đó anh tới cái giai đoạn tu hành trụ là cái gì? Giai đoạn thể nhập tánh không là sao? Anh ngồi một chỗ như vậy, anh chỉ cần chắp tay thôi, rồi anh nghĩ hồi hướng tới cái công đức cho những người khác. Thì lúc đó anh không còn vi ngã. Nhưng mà anh chưa có đụng một người nào, anh dùng cái tấm mà tiếp xúc với cái tấm người ta thôi. Thì giai đoạn đó gọi là bất vi ngã, giai đoạn của chân lý. À hay chưa? Nhưng mà giai đoạn đó là hoàn thành cái chuyện mà vị tha của anh, tu hành trụ. Chị thấy rồi gì? Đó dễ hiểu nè, khó hiểu dễ hiểu. Bây giờ đến cái phần này đó, thì bây giờ mình định nghĩa thêm chút xíu nữa. Cái mũi tên màu đỏ đó, đầu tiên thì mình gọi là chuyển ra chiều dọc hướng thượng. Tức là trước khi mà mình có cái chiều dọc hướng thượng là mình chỉ nghĩ mình không còn nghĩ hướng thượng, ăn ngủ nghe nọ ngủ nghỉ đủ rồi, mình đủ lo đủ rồi, tôi làm thiền, tôi làm tốt đủ rồi, tôi không làm gì hết cả. Nhưng mà tới cái phía trên chút xíu nữa, cái chiều mà gọi là cái chiều mà rộng đó, bằng cái mũi tên mà xanh da trời đó, thì mình mở rộng cái chiều ngang từ bi của mình. Kế tiếp nữa đó, thì mình phải làm cái chiều dọc là mình phải thiền định. Thì giống như mình chắp tay mình thiền định á, xong rồi mình chắp tay xong mình hồi hướng, cái đó là chiều dọc thiền định. Cho nên á, mình đi chiều dọc ra chiều ngang, ra 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 chiều dọc, đi hoài như vậy là bất tận. Và con đường đó là con đường mà được Kinh Hoa Nghiêm nhấn mạnh và phát minh. Chị thấy thế nào? Rõ ràng rồi gì? Bây giờ thầy qua cái slide mới được không? Ok, slide mới. Đây. Bây giờ đấy là cái matching của cái thiền tài Nam Hành và đường Tăng Tây Du. Cái bên tay trái đó thì chỉ thấy đó là ba cái vị thầy phát tâm trụ, thì do cái vị tỳ kheo Đức Văn này đại diện.
lên cái trì địa trụ đó là do ngài Tỳ kheo Hải Vân, và lên tu hành trụ là do cái Tỳ kheo mà thập thiền trụ. Rồi bây giờ là bên tay phải đó thì chỉ bắt đầu thấy là những con yêu quái Hắc Phong này, Trư Bạc Giới và Thiền Sư Ô Sao. Thiền Sư Ô Sao thì không phải là con ma quỷ mà là một cái vị mà Bồ Tát. Bây giờ đó anh Hiện muốn thầy giải thích cái phần nào? Dạ thầy, chắc là mình đi vào cái Thiền Sư Ô Sao thầy, bên kia là ngài Thiện Chủ. Anh muốn cái phần cao nhất, con chỉ tâm muốn cái phần thấp nhất hay là phần cao nhất, thầy ôn lại không? Dạ, con muốn thầy đi cái phần nào dễ cho nên cái khó thì các khán giả theo dễ hơn thầy. Ok, thì mình sẽ tới cái phần mà khó nhất của anh Hiển gì. Dạ. Rồi, thầy bạc qua cái phần mình Đức Vân và phần Hắc Phong thì thầy kể lại cho sơ cho bạc nghe. Thì lúc mà Đường Tăng mà Tây Du đó, chị còn nhớ không? Thì đi về Tôn Ngộ Không đó, thì mẹ tới một cái đồng Hắc Phong, thầy một con gấu đen. Dạ. Con gấu đen là nó tượng trưng cho cái sự lười biếng, cho cái tâm thức mà đang thu lùi mà nó bự to vô cùng. Con gấu đen mà. Cái này thầy cái lại trên khai tâm rồi. Có. Dạ. Thì con gấu đen là nó lại không cần giết ai cả, nó cắp cái áo cà sa của dạ, ngài Huyền Trang. Áo cà sa tượng trưng cho cái pháp thân. Thì con người của mình á, nếu mình không bồi dưỡng cái pháp thân, không làm gì cái pháp thân á, thì mình sẽ sống với cái nhục thân. Mà cái thân á, là cái mà mình chấp trước nhiều nhất. Cho nên khi mà vô mà vừa mà xuất gia thì làm sa di. Sa di thọ 10 cái giới, 10 cái giới đó đều là cái chuyện của thân xác. Thí dụ như sát đào dâm vọng tụ rồi đó là không được ca hát, nhảy múa, không được nằm trong giường cao, giường rộng, không được ăn mà trải thời, trải lúc, rồi không được nghĩa là làm những cái chuyện mà trải về chân lý, nhưng mà thật sự là đều là cái chuyện của cái thân xác cả. Thế nên cái thân này là vì vậy cho nên vừa vô vừa tu người gặp Hắc Phong là nó ăn cắp cái pháp thân này, nó làm cho mình là phải kẹt trong cái nhục thân. Thì ngài Đức Vân thì ngài lại dạy cho mình làm sao mà mở tâm ra, tại vì muốn thắng được cái nhục thân thì mình phải phát tâm. Cho nên ngài Đức Vân đứng trên cao trên một cái hòn núi cao, còn ngài Thiền Tài đứng bên này. Thì ngài Thiền Tài không biết làm sao mà nhảy qua gặp ngài Đức Vân chiều, dựa có cái hố bự quá, không biết làm sao mà đi qua được, tìm đường không có đường đi. Thì ngài Đức Vân nói thì con phát tâm đi, con phát tâm chưa? Phát tâm rồi. Vừa phát tâm một cái đó thì ngài Thiền Tài từ bên núi này này bay qua bên kia liền. Rồi ngài mới đảnh lễ ngài Đức Vân, hay vô cùng. Nhưng mà các bạn biết đó là một cái chuyện đó mà nó độc đáo vô cùng của cái ví dụ là sao? Muốn ra khỏi cái nhục thân đó, thì nhiều khi là mình phải mở cái tâm ra để cái tâm mình nó cao lên. Mà khi cái tâm mình nó cao lên thì gọi là nâng cao tầm nhìn. Chỉ quay lại cái hình thể vẽ có đúng không? Do nâng cao cái tầng nhìn đó, cho nên mới thoát được. Cho nên ngài Thiền Tài ở cái núi thấp mà nâng cao tầm nhìn bằng ngang với là cái vị Bồ Tát bên kia thì mới thấy được ngài. Mà do là cái sự phát tâm mà ra. Do phát tâm mà ra, dạ, đúng rồi. Dạ. Cho nên con gấu là do phát tâm mà ra. Bây giờ đó, cái trong cái chuyện Tề Thiên là hay đến như thế này. Muốn cho con gấu đó mà nó theo Phật Pháp đó, nó được ấy thì phải dùng cái lòng từ bi Đức Quan Bồ Tát tới mới trì được. Mà cái từ bi đó mình làm sao ngài mới giả thành một cái vị tiên, rồi đem cái viên ngọc gọi là cái linh đan, rồi tôn ngồi không chung trong linh đan, vô trong bụng con gậu đó, rồi trong vừa khi mà vô trong bụng rồi thì tôi không ra khỏi cái viên thuốc đó, đập thùng đập cho nó đau bụng đau nhất luôn, mà phải khạc ra. Thì cái khạc ra là một cái sự nhảy vọt ra, mà đồng thời là một cái sự mở ra. Thì phát tâm là một cái chuyện mà trong lòng mình nó nổ tung ra. Như thế ai không? Cho nên là cái chuyện đó là chuyện đầu tiên là chuyện phát tâm, chuyện nổ tung ra. Mình ra khỏi cái kẹt ở trong bụng của mình. Thì đa số mình thường thường mình ích kỷ là mà mình vì ngã là mình không nghĩ cái gì xa xôi cả. Nhiều khi ngay như chuyện chồng mình cũng lo, chuyện cha mẹ mình cũng lo. Mình lo cho mình thôi. Mà bây giờ đầu tiên là mình phải nghĩ tới chuyện khác. Chúng mình lo lắng cho người trong nhà mình. Hai bên câu chuyện đều nói đến chị vị tha phát tâm, dạ, tăng vọt lên, dạ, thay đổi cái tầm nhìn. Vì cái chuyện thứ hai đó là cái chuyện mà mình gọi là Tỳ kheo Hải Vân và Trư Bạc Giới. Thì cái phần này là cái phần mở rộng cái chùa ngang. Dạ. Thì cái mở rộng chùa ngang là nó đặc biệt là bà biết không? Là bởi vì đó
là lúc này là gặp Trư Bạt Giới đó. Thì khi mà gặp Trư Bạt Giới thì Trư Bạt Giới đã ở trong cái tình trạng là đi làm lội, làm bể cái chén ngọc, đòa xuống xong rồi đó, thì bây giờ đó là lại là đi ăn chơi, con yêu quả nhưng mà là hiếu sắc, háo sắc, rồi lấy một cái cô vợ, rồi cô vợ ở đó, rồi ngày nào cũng là đi cày, cày thì cũng đi làm nhưng mà bị kẹt trong cái gia đình đó. Thì cái đó là cũng nói lên cái chuyện là nhiều khi là các bạn biết mình mở tâm ra rồi nhưng mà mình kẹt trong cái gia đình của mình không làm cái gì khác hơn cả, mình không mở ra được cái chuyện gì khác nữa. Trong kẹt gia đình, lúc nào chuyện gia đình cả. Con người nói với thầy, thưa thầy, bây giờ con hy vọng là sau khi mà con mà gọi là làm xong chuyện nhà chuyện cửa thì con sẽ hy sinh cho hội, con làm cái này cái nọ. Thầy hỏi chừng nào mà chị thể hy sinh cho hội được, và khi nào mà con cái con mà lớn lên rồi thì con sẽ đi. Rồi con cái chị bao nhiêu tuổi rồi? Năm học năm thứ 7 đại học rồi. Ok thì chắc cũng gần. Dạ, nhưng mà con sợ là sau khi con cái ra đi thì con phải lo cha mẹ con cái xong rồi đã. Cha mẹ chỉ bị mấy tuổi, 77. Rồi sợ sau khi lo cha mẹ con xong rồi chồng con phải lo cho kỹ rồi con mà đi được, mà yên tâm được. Rồi, như vậy là cũng 80 rồi chị mới đi được. Nhưng mà cái đó là nói tới một cái sự ràng buộc vô cùng của gia đình mà mình không thể nào mà mình bỏ được. Cho nên muốn ra khỏi sự ràng buộc đó thì cái tâm lượng mình phải mở rộng ra. Mình phải thấy cái gia đình mình đâu phải chỉ là 1, 2, 3 người đó đâu, mà nó là extended, tức là những gia đình nó rộng ra những người khác xung quanh mình nữa. Cho nên còn rất nhiều người bây giờ ở Mỹ đấy, các bạn ở xa xôi, họ lúc nào họ chú trọng tới extended family. Họ nói không, tôi đâu có đi nhà thờ đâu, lộn rồi, tôi đi tới những người trong gia đình tôi, nhưng gia đình đó là gia đình nới rộng của tôi. Thành ra ông chồng ông ngạc như ông nói vậy, thôi để em đi đi. Tại vì thật sự là họ không những họ đi nhà thờ, họ đi buôn, đi bán, đi làm giúp cho cái nhà thờ đó họ tốt hơn, những người trong đó họ cảm nhận. Thì thầy có quen một cái cô người Mỹ này, thì cô ta là cô kể chuyện cho thầy rất là hay. Cô nói nhà cô có 4 anh chị em, nhưng mà cô ta đó người đạo Tin Lành. Thì cô ta nói con ở lâu về gia đình con rồi, con thấy đó là ở nó muốn cho tất cả mọi người đoàn kết thì có cách duy nhất là phải có một cái lòng tin về nhau. Mà khi mà có cái lòng tin về nhau rồi, con mới thấy đó là nếu mà ngồi đó mà ăn uống với cha mẹ con lúc nào cũng cãi lộn về cái chuyện là cái chuyện thế này chuyện thế kia, rồi người tôn giáo này tôn giáo kia. Cho nên con quyết định là con đi làm thiện nguyện. Thì con thiện nguyện là con đi phục vụ trong nhà thờ, rồi mỗi lần con về con kể lại chuyện này chuyện kia đấy. Thì cha mẹ con bây giờ không còn nghĩ tới chuyện xấu người này kia nữa, mà họ cảm thấy là ô tả ra cái thiện nguyện tốt thế này thế kia. Gia đình con đoàn kết lại. Và con bây giờ con giới thiệu tới, con đem một người bạn đàn ông, bằng không phải là bạn trai tới, con ở đây là gia đình của con đây nè. Con đem người mà con gái tới đây, gia đình của con đây. Rốt cuộc rồi đó, mẹ con hỏi con, where's your boyfriend? Thì con nói là boyfriend là con là chúa. Đó, còn tất cả đây là bạn hết, đây bạn hết đem tới. Thì mẹ con mừng là vui là cảm thấy là không còn cái gì mà lo ngại cả. Thấy con trưởng thành hơn trong cái nhận thức và gia đình là rộng lớn lắm. Thế là hồi xưa là ăn Christmas đó, thì tụi con không bao giờ ăn Christmas cả. Nhưng mà bây giờ con bắt đầu ăn Christmas theo kiểu tôn giáo. Thì vì sao vậy? Vì cả gia đình, đại gia đình của tụi con tới. Rất là dễ thương. Cô Anna này đó, thì là cô tên Anna, thì cô ta ở trên Seattle, trên Monroe, ở trên cái vùng mà trên núi đó. Thì cô nói với thầy, chứ nhưng mà thầy có biết rằng là tại ra là cả cái thành phố đó cũng nhỏ, Monroe là cái tỉnh nhỏ đó, mà bây giờ ai cũng biết là gia đình con, ai cũng biết chuyện này nọ. Rốt cuộc đó con cảm thấy đó là cái sự ấm áp là bởi vì đó, con không còn nghĩ tới cái nhà nhỏ nữa, mà con mở ra một gia đình rộng lớn vui vẻ. Cho nên thưa các bác đó, tại ra Trư Bạt Giới là cái gì, là mình bị kẹt ở trong cái mình gọi là cái gia đình nhỏ của mình thôi, rồi mình ở trong đó là mình tham lam sống cho nó mà nó vừa đủ xài, mình nghĩ khác cả. Xin lỗi anh hiện chứ không phải là con heo đó, là con vật đó mà nó không còn nhìn xa, nó không còn, con heo nó không chạy xa được hiện, là chỉ loanh quanh lục quận thôi. Đó chạy xa nó thành heo rừng rồi. Nhưng mà nó còn một cái chuyện khác.
con heo mà lạy một cái đó thì à. Thôi lạy nó rồi là lạy nó làm sao thế, không nó lạy là không chịu ăn là không chịu ở trong đó đó phải kéo đâu nó vô nó ăn nó ngủ nó lạy nó cũng theo lạy nó phiền con nào hay lạy cũng phiền nữa thôi con chuột nó không biết lạy nó gì ấy mà con chuột mà lạy thôi hết sai rồi. Ok, nó chơi các bạn ha. Cho nên cái giai đoạn mở rộng tầm nhìn nó quan trọng là mình phải nhìn ra ngoài cái vũ trụ gia đình của mình để thấy cái rộng lớn. Mà thường thường đó, là cái đặc tính con heo, đặc tính tham lam, không thấy cái gì ngoài cái nhỏ nhỏ của mình cả, thấy cái rộng lớn ra. Đó là con heo. Thì cái ngài Hải Vân hay làm bạn. Ngài Hải Vân đó, thì trong cái chuyện đối chiếu này thì ngài Hải Vân là cái vị thầy độc đáo vô cùng. Tại vì ngài đó hàng ngày ngay ra ngoài biển ngay ngồi. Ví dụ như cái bạc California thì bạc ra Sunset Beach, Huntington Beach, Newport Beach, bạc ra cái beach là cái bãi biển, cái bãi biển, biển. Bạc ngồi đó thì ngài ngồi ngài thấy ngài mở rộng cái tâm ngài, ngài nói cái tâm của ta như là biển vậy đó, và cũng như là mây vậy, mây và biển là một. Cho nên sau khi ngài ngồi một hồi rồi, tự nhiên có một cái đoàn sen xanh là trồi lên. Trong đoàn sen là Phật phóng hào quang ra dạy cho ngài cái pháp gọi là phổ nhãn, tức là con mắt này đã thấy được tất cả mọi chuyện. Phổ nhãn mà phổ là tất cả mọi nơi, nhãn là cái thấy, thấy tất cả mọi nơi mà con mắt ở khắp mọi chỗ, con mắt nào cũng thấy được tất cả mọi chuyện. Nhưng mà nó độc đáo vô cùng là bởi vì cái bác nhìn mà phải hiểu đó, thì tẻ ra đó, đó là cái chiều ngang của trì địa trụ, là cái chiều ngang, mở cái chiều ngang chứ không phải là mở cái chiều dọc. Và đó là cái chuyện mà tại sao trước bậc giới nó kẹt vô cùng, mà có lẽ trí bạc giới là một cái hiện tượng mà các bạn thấy rất tội nghiệp, là bởi vì làm một cái việc bậy, làm bể cái chén là bị đọa xuống, bị đọa xuống rồi bây giờ kẹt ở đó. Rồi bây giờ cái phần thứ ba là cái chiều ngang rồi này, bây giờ đến cái phần thứ ba. Mega đó. Chưa cái mega đó, chưa cái này thiền trụ là một vị tăng. Thì cái vị thiền trụ này rất là đặc biệt các bạn biết không, là vì cái vị thiền trụ này đấy là tương cấp hay là cái vị mà thiền sư Ô Sào, thì nói chuyện đường tăng trước. Thì khi mà sau khi mà Tam Tạng mà đi ra khỏi cái thôn trang của nhà bên vợ trước bậc giới hồi xưa đó, cao lão đó, cao trang là cái trang viên của ông họ Cao. Thì đi tới thì mới gặp một cái cây lớn vô cùng, to cao vô cùng, có ông thầy ông ngồi trên cái tổ chim, cái thiền trụ của tổ chim. Nó đặc biệt như vậy đó, ông không chịu xuống. Thì trước bậc giới thầy, bậc giới nhận ra ông nhận ra bậc giới. Nên thầy Thiên Hòa, ủa, ngài nhận ra ông bậc giới, ngài nhận ra tôi là Tề Thiên này, là không, tao không nhận ra mày. Có nghĩa là cái điểm mù rất lớn của mình, nhiều khi mình không nhận ra chính mình đâu, cái bản ngã mình không nhận ra đâu. Đó, tại vì Tề Thiên lúc nào mong người ta nhận mình cả. Cái ngã mà nó muốn, nhưng mà không, nhiều khi mình không nhận ra chính mình, người ta muốn người ta nói nhưng mình không nhận ra chính mình. Cho nên cái ông thiền sư thiền trụ ông rất là hay, ông đứng lên kia ông ngồi ông xuống đấy, ông xuống ta ngồi lên kia, xong rồi thì là đường Tam Tạng mới lại xong một cái thì ngài mới nhảy xuống cái này đây này. Trong đường con trông gai nhiều lắm, thôi ta truyền cho con cùng kinh gọi là Bát Nhã Tâm Kinh. Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách. Thì Tam Tạng nghe qua một lần rồi là coi như trong đầu nhớ ra rồi. Thì hình thoại là cho cùng kinh, nhưng mà thật sự đó là đọc lần nó nhớ rồi. Thì đây một kinh là thì lúc gặp nàng thì đọc cùng kinh là lên. Thì phải làm sao mình nhìn tất cả cái tai nạn đó đều là tánh không mới được. Nhiều khi mình nhìn những tai nạn, những chuyện khó khăn như thế này, mình nhìn nó, mình kẹt vào nó. Nhưng mà mình phải như ngài thiền trụ hay là ngài Ô Sào là nhảy ra khỏi, lên trên cao, sống ở trên, lơ lửng ở trên cao mới được, chứ còn ở dưới này là mình kẹt. Cái ngài ở trên cao cho nên ngài mới dạy cho cùng kính Bát Nhã được. Thế còn ngài gì thấp lên sao mà dạy Bát Nhã? Bát Nhã là gì? Là cái trí huệ siêu việt là vượt lên. Vượt lên bằng cách nào? Hình dung bằng cách gì? Sống ở trên cái ổ tổ chim, chứ đừng có xuống dưới đất. Chị hiểu được cái đó nhỉ? Là cái hình ảnh siêu việt là hình ảnh mà sống ở trên cái tổ chim, sống lên cao. Cho nên đó là cái giai đoạn thể nhập tánh không, là mình sau khi mình đã mở tâm ra rồi, mình
mình giúp người này nọ rồi đó, nhưng mình phải biết rằng tất cả vàng sự là không, chứ không không đó mình giúp người hồi đó mình kẹt trong việc giúp người. Còn những người sống đó, Phật giáo họ có cái xu hướng thế này bạn, không tôi ngồi thiền thôi để mà tôi đắc đạo, đó là một cái xu hướng gọi là thiếu sót, chỉ biết tu mà không biết đi giúp đời, gọi là xuất tục mà không biết nhập thế. Cái xu hướng thứ hai đó là biết nhập thế nhưng không biết xuất tục, tức là tôi giúp đời, tôi làm thiện nguyện rồi mình phê bình những người nào mà ngồi tu đó, mình nói ở tu sai rồi, thì tu đạo là phải đi giúp người, đi giúp người, giúp người, giúp người, tôi giúp đến lúc nào mà tôi quên chính mình luôn. Thì cái giai đoạn đó, đó là giai đoạn mở rộng gọi là trì địa trụ. Và những người này nhiều khi là mình lại đi phê bình người ta tu, người ta ngồi tu trên núi thì cũng đẹp lắm chứ đâu có gì đâu, phê bình họ. Hay là mình có người tu trong chùa hay là người nhập thất ấy, là mình cứ phê bình họ, tại sao mà họ tu nhập thất làm chi, họ lên chùa làm chi vậy, họ lên núi làm chi vậy, không, đi ra giúp người đi. Cả hai thái độ đều thiếu sót cả. Cho nên mình Hoa Nghiêm phát triển cái trí huệ và cái phương thức tu gọi là xuất tục nhập thế, hai cái đều làm cả. Thì trong trường hợp này đó, thì ngài thiền sư Ô Sào đó, thì ngài nhảy lên đến kia, ngài không chịu xuống đó, thì gọi là xuất tục. Nhưng mà ngài thiền trụ thì là cao hơn ngài thiền sư Ô Sào một chút. Bằng cách là gì? Ngài nói như thế này này, khi mà ngài thiền tài tới đó, thì gặp một vị thầy thiền trụ, thì vị này đi trên không gian, đi trên không vậy đó, chứ không ở dưới đất, đi trên không, lơ lửng trên không, tất cả đồ chúng đó, là các vị chư thiên thì ở trên không đi theo ngài, các vị mà ở dưới đất thì ở dưới đất nhìn ngài. Nhưng mà ngài đi lơ lửng đến không nữa, không chấp vào đâu cả. Cái đó là cái kinh Bát Nhã đó, mà gọi là kinh Kim Cang, là có một câu để diễn tả gọi là ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Ứng vô sở trụ là đừng có dính vào chỗ nào cả, mà từ chỗ đó đó phát tâm đi, phát cái tâm ra. Thì ngài thiền trụ là ngài thiền là khéo trụ, là an trụ, khéo an trụ đến tánh không. Thì ngài dùng cách đó là ngài đi vô ý ra và ngài đi dạy đạo như thường. Nhưng mà ngài Ô Sào thiền sư thì ở trên cây, nhưng mà còn dính vào cái cây, nhưng mà là không còn dạy đạo cho ai cả. Thì hai cái đó nó có sự khác biệt chút xíu. Nhưng mà nó điều nói lên một cái chuyện đó là vì bên đạo gia mà người ta nói ô thấy chứ, là cái đấy là mình siêu việt, là mình ngộ tánh không ở trên cây rồi mà. Còn bên này thì là sao? Tôi đi trên không gian vô tận, tôi không bị kẹt ở đâu cả, nhưng mà tôi vẫn cứu độ chúng sinh, vẫn dạy dỗ tất cả mọi thứ, nhưng tôi không chấp được vào đâu cả. Đó là thiền trụ và ngài Ô Sào, cả hai đều bỏ đi cái chấp kẹt vào cái vị ngã cả. Các bạn nhìn cái bản đồ này cuối cùng được khi mà các bạn rời chương trình này nha. Đó, bây giờ khi bạn nhìn cái tivi như vậy mà chụp cái hình một cái là xong ngay, là các bạn hiểu được ngay cái ba cái vị mà Bồ Tát cũng như là ba cái nhân vật mà khi bạn lật cái cuốn mà Tây Du Ký ra bạn sẽ gặp. Dạ, con cảm ơn thầy. Rồi. Và kính thưa quý vị, rất tiếc là chương trình chúng ta đã hết giờ. Anh em xin nhắc lại là tất cả những bài viết này của thầy đều có trên YouTube. Mời quý vị vào channel Thầy Hằng Trường để xem lại. Và mong là gặp quý vị vào tuần tới. Toàn ba khai tâm của anh chị em xin kính chào quý vị đã.